vào thời cổ đại, khi lịch sử bước vào giai đoạn nhà Chu khởi binh diệt trụ, một cuộc chiến phong thần long trời lở đất đã diễn ra. Hết thảy thần tiên trong toàn cõi tam giới đều bị cuốn vào cuộc giao tranh. Một bên chọn phò tá Cơ Xương cùng Khương Tử Nha nhưng nhà Chu kiến lập uy đức. Bên còn lại là những vị thần trợ trụ vi ngược. Thạch Cơ nương nương chẳng may lầm đường lạc lối, bị tư tâm dẫn động, đến cuối cùng phải nhận kết cục bi thảm, hồn phách tiêu tán dưới hỏa lòng tráo của Thái Ức chân nhân. Tuy nhiên, ông trời có đức hiếu sinh đã ban cho Thạch Cơ thêm một cơ hội. Câu chuyện sau đây nói về sự chuyển sinh của Thạch Cơ. Hai vị quan trương sau khi gặp được đồ đệ của Thạch Cơ nương nương, nhận lấy gói cẩm nang do nữ oa để lại, đã hiểu ra thiên ý. Hai người mau lui ra. Tạo hóa luôn vận động, Thạch Cơ hồn chết được đệ tử ngày đêm bảo vệ. Này đá đã nhận thiên mệnh, đợi nghìn năm sau, chủ thánh chuyển luân đến thế gian, dẹp yên trời đất. Khi đó, người có thể an thân mà lập mệnh. Sư phụ chúng con lần này đã có cơ hội được cứu. Ba lạy này con xin tạ ơn hai vị thượng tiên. Hai người hãy nghe ta căn dặn. Sư phụ các người gặp dữ hóa lạnh, nhưng cần phải trải qua phong sương nghìn năm. Thiên tượng ứng vào thân đá thì mới viên mãn quy thánh quả. Các người hãy nhớ lấy. Dân, chúng con xin theo lời dặn dò. Giờ có một việc cần làm, hai người có thể đi cùng ta không? Xin hai vị cứ tùy ý sai bảo. Phía tây nam cách đây hơn 2200 dặm có thung lũng sông Chưởng Bố. Nơi này sơn thủy hữu tình, là một chốn để du ngoạn. Ngươi hãy đem viên đá tới đó, dùng thiết phong này dựng nó lên vách núi, rồi sinh sống và luân hồi mấy đời trong coi đá. Sau nghìn năm, xét đánh tảng đá hiện chữ, tiết lộ thiên cơ. Khi ấy ngươi phải là người đầu tiên phát hiện, cũng tính là một chút công đức. Thượng tiên, sư đệ con tên là Thạch Nhi, còn con không tên không họ. Đến khi ấy biết lấy tên gì xuất hiện, với lại con đi rồi thì sư đệ con sẽ ra sao? Khi ấy hòa đỏ hết thời, trồng đỏ bị chém đầu, người thoái đảng như nước triều dân. Người nên thuận theo đó mà hành động. Hãy lấy tên là Vong Quốc Phu. Về phần sư đệ thì không cần phải lo, hắn sẽ theo ta đến bái Nga Mi chân quân làm thầy, rồi từ đó lưu truyền câu chuyện này lại cho hậu thế. Đa tạ thượng tiên, xin người cho con tiễn sư huynh một đoạn đường. Thành tựu của sư phụ chúng ta giờ trông cậy hết vào huynh, huynh nhớ bảo trọng. Ta biết rồi, đệ không cần phải lo lắng. Mà này, đệ có hiểu dòng chữ Trung Quốc Cộng sản Đảng vong trong bụng sư phụ không? Đệ không biết, chắc là nói về mấy củ cà rốt hoang mà chúng ta vẫn hay ăn.
sao lại là cà rốt hoang? Chú huynh xem, cà rốt hoang trước đầy khắp núi mà nay không thấy nữa. Sư phụ dương khí dần trong, nhất định là đã thải khí địa âm, hút hết cà rốt vào bụng rồi. Chẳng trách luyện xuất ra mấy chữ ấy. Giờ chúng ta hết cà rốt hoang để ăn thì chẳng phải vong là gì? Chuyện của tương lai đến tương lai sẽ rõ. Sư huynh bảo trọng. Sư đệ bảo trọng. Hai tướng Quan Trương đã hoàn thành nhiệm vụ, sao còn chưa trở về? Chúng tôi xin về phục mệnh. Trải qua bao năm tháng, từ dự ngôn Lưu Bá Ôn đến tiên tri Nostradamus, các văn nhân mặt khách đều dự đoán được sự ra đời và sụp đổ của triều đại đỏ, triều đại Cộng sản Trung Quốc. Cho đến nay, sự dối trá, tàn bạo và độc tài của chính phủ Trung Quốc đã trở thành bệnh dịch lan khắp toàn cầu, gây ra vô số tai ương cho nhân loại. Chỉ trong 70 năm thống trị, nó đã cướp đi sinh mạng của hơn 70 triệu người. Nay lại gieo mầm virus, lấy đi sinh mạng của người dân toàn thế giới. Điều đáng buồn là vẫn có kẻ u mê, bị lừa gạt mà không hay, coi làng xói như cha mẹ. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, kẻ hành ác tất phải gánh lấy nghiệp diệt vong. Tháng 5 năm 2002, khối đá kỳ lạ khảm 6 chữ Trung Quốc Cộng sản đảng vong ở làng Đào Ba, thôn Trưởng Bố, huyện Bình Đường, được một người tên là Vương Quốc Phu đồng âm với Vong Quốc Phu phát hiện. Rồi tin tức truyền ra chính là ứng với chuyện cũ nghìn năm trước. Tiếp đó sách Cửu Bình xuất thế, tựa như chính thanh kiếm sắt chém đầu rồng đỏ tà ác Hủ Bại, gây chấn động toàn cầu. Từ đó, người Trung Quốc như thức tỉnh trong giấc mộng, nhận rõ tà linh cộng sản, đua nhau tuyên bố thoái xuất các tổ chức đảng đoàn đội, làn sóng thoái đảng như tức nước vỡ bờ. Hòa đỏ đang bị diệt, đây chính là thiên ý đã được định ra từ nghìn năm trước. Thế nhưng còn không mau tỉnh ngộ. Hãy subscribe.
Cuộc sống, nhớ like và share Facebook để không bỏ lỡ những video mới nhất bạn nhé.